Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản cho mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần cho mọi người. Hôm nay toàn đa phần là siêu to khổng lồ, cần rắp khúc mọi người. Có ba cái cần tay. Đấy. Nè, mình dồn qua đây rồi mình quay cho mọi người xem. Đầu tiên là một cái cần bốn khúc như thế này. Cần bốn khúc nha mọi người. Cần này thì người ta quấn dây phần ngoài này cho nó chắc tay này, nó không hề bị gì đó nha mọi người. Người ta quấn cho nó chắc tay, cầm nó chắc tay, người ta phải đánh biển lớn á. Đấy, hai ống này nhét vào phía trong. Đấy, như thế này nha mọi người. Đây, đủ hệ của nó đây. Đây, mình cho mọi người coi từ góc tới ngọn nha. Đây, mình giới thiệu cho mọi người luôn. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Cần này là cần Olympic nha mọi người. Dài 5m5 này, thu vào 1m52, đột là 2,9 ly, cân nặng là 1kg 460g. Đấy, Olympic nha. Đấy, bát vặn kim loại này, và lớn này. Đấy, con cái của nó này. Đấy, con cái ok nha mọi người. Tiếp theo, phần thứ hai, cái này sử dụng máy nằm câu biển thôi. Cái nằm hay sử dụng máy tời luôn á. Đấy, phần này để người ta đi biển nước lên cầm cho nó khỏi trơn tay, tụt tay cho mọi người. Đấy, tiếp theo, ok, tiếp theo đọt của nó này. Đây, đây, khoan đa hướng nè, khoan đa hướng nha mọi người. Đấy, rồi bốn khúc y như vậy đó. Bốn khúc này bỏ vào trong của nhau được nhé. Thằng này cần số 1, giá 800.000 nha mọi người. Số 1 giá 800.000. Siêu to khổng lồ. Ok, số 1, số 1 nha mọi người, giá 800. Tiếp theo, số 2 là một cái cần Daiwa. Daiwa chất liệu là phíp nha mọi người. Cần này cần 3 khúc. Đấy, mình sẽ qua cho mọi người coi sơ qua. Đây, đọt này. Đấy, mình không có ráp vào nữa, mất thời gian cho mọi người. Đấy, khoan của nó còn ok nhá. Đấy, khoan cái này. Đấy,
Bát Fuji FX7 nhá. Ok. À, cái khoang này thì có phần su này nó đang bị đứt một tí đó, về nhỏ keo cho nó ok lại thôi, không có gì. Đấy. Ok. Khoang bát ok cho mượn. Rồi. Daiwa này. Dài 3.9 nè. Đấy. Đằng này dài 3.9, thu vào là 1m37, đọt là 3.3 ly, cân nặng 680 gram. Đây là cây số 2, số 2 600 600, còn câu lục nha mọi người, 600 câu lục. Tiếp theo số 3 là cũng cây cần y như cây số 2, y chang cây số 2 luôn nha mọi người. Số 3 cũng cây cần y chang cây số 2 luôn. Đấy, khoan bát ok luôn. Khoan bát ok luôn. Được cái khoan này, cái xu này như này. Cái xu này là chính xác là nó hở sẵn như thế này nha mọi người. Hở sẵn như thế này. Để cho nhắc cái khoan này vào này. Đấy, về mọi người dán cho, dán xí keo vào cho nó chắc cú nữa. Đó. Bát Fuji FX7 này. Đấy. Khoan bát ok. Đấy. Cái này thông số cũng y chang cái lúc nãy thôi nha mọi người. Đấy, dài 3 m. Đây, đo ra thì nó cũng tương tự, dài 3.9, thu vào 1m38, đọt là 3.3 ly, cân nặng là 700 gram. Đây là cái số 3. 600. Số 3, 600 nha mọi người. Cần câu lục. Số 4 tiếp tục là một cây cần câu lục. Đây. Dòng Virana Gao của thằng Olympic nha mọi người. Đấy, chất liệu là phíp. Cần này cũng 3 khúc. 3 khúc. Đọt của nó này. Đấy. Mình thì mình không có ráp vào nữa cho mọi người nhìn xem nó lào. Rồi giờ mình quay đây. Đầu bu còn ok mọi người. Khoan này, khoan cái ok nè. Đó, khoan kề đầu bu này. Những cần gỗ lục này thì khoan nó ít thôi. Đấy. Đây là khoan cái trượt và khoan cái động của nó này. Đấy, ok. Chất liệu là phíp nha mọi người. Hoàn hình cây cần này khoảng 80%, 75-80% á. Dài 3.6 m. Thu vào là 1m28, đọt 3 ly, cân nặng 610 gram. Cái này cây số 4, giá 600. Số 4, 600. Số 5 tiếp tục cũng là một cây cần của hãng Olympic nữa, dòng Honolulu này. Đây. FG nha mọi người. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khá là đẹp, khoảng được 90% trở lên nhé. Đấy. Này, nó dài 3.3 m nha mọi người. 3.3 m. Nhưng là nó dài 3.3 m, nhưng mà do cái đọt hình như nó cái đọt chỗ này nó bị gãy. Nó bị gãy cái đọt chỗ này nên người ta nối ống rồi nha mọi người. Người ta nối thêm cái đoạn ống này. Người ta nối thêm đoạn ống này nhá. Đấy, người ta nối rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Không cần thiết thì về mọi người hạ đọt đi, gắn đầu bu xuống đây nhá. Hạ đọt đi một tí thôi, gắn đầu bu xuống đây. Chẳng qua nó bị gãy đâu chỗ này nên người ta nối vào đây. Đấy, mọi người về xem tự xử. Còn khoan bát ok. Nó có 3 cái khoan thì khoan cái đây. Khoan cái ok nhá. Khoan này cũng ok. Đấy, khoan bát đầu bu ok nha mọi người. Bát FX7 này, cần này dài đó, nấu ra thành 3m35, thu vào là 1m25, đọt là 3.7 ly, cân nặng là 400 gram nha mọi người. Cây này cây số 5. Số 5, 350. Số 5, 350.
Số 6 là một cây cần 4 đoạn. Cần 4 đoạn. Nha mọi người. Mắt tay mình không thấy hẳn gì. Bát Dulux nhé. FS8 nhé. Đây. Đồ bu này. Đấy. Có một cơ số fan người ta thay rồi nha mọi người. Đấy, 2-3 cái fan người ta thay. Còn những cái fan này người ta buộc lại này. Đấy. Về người ưng thì buộc lại thêm nhé, gia cố thêm nhé. Đọt của nó đây. Đấy. Đấy, qua cho mọi người. Có hai cái khoang chỗ này thì nó buộc lại, nhưng mà khoang rất là đẹp nha mọi người. Đấy, buộc lại này. Buộc lại đây này. Buộc rất là đẹp nha mọi người. Đấy, hai cái khoang buộc lại. Còn lại mấy cái khoang kia đều ok. Đấy. Chỗ này có lớp quấn da. Đấy. Căn này dài 4,4 m, thu vào là 1,24 m, đọt là 3,6 ly, cân nặng là 940 g. Cây này 400. Cây này cây số 6. 6 400 nha mọi người. Số 6 400, cần câu lục. Số 7 là một cây cần Olympic. Cần này Olympic nha mọi người. 3 khúc, cần Olympic 3 khúc. Đời mấy cái fan kim loại đây. Fan kim loại xoắn này. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Máy fan còn ok hết nha mọi người. Tất cả fan đều còn ok. Fan đầu bu đều còn ok. Đấy, đầu bu này. Đầu bu này về mọi người đánh rửa ra là nó sạch sẽ thôi nha mọi người. Đấy. Fan đây. Fan những sợi kim loại. Fan cái đây. Đấy, ok. Bắt vặn trượt nhá, vặn, bắt vặn đây, vặn đây, đấy. Dài 3,4 m, thu vào là 1,04 m. Nhầm gì không ta? Không phải 1,04 m đâu mọi người ơi, nhầm rồi. Một mét 14 nha mọi người. Và 3,4 m, thu vào là 1,14 m. 1,14 m, đọt là 3,3 ly, cân nặng là 560 g. Cái này 300 nha mọi người. Đấy, 300. Cái này cái số 7. Số 7, 300. Tiếp theo. Số 8. Tiếp tục một cái cần Olympic. Đây. Dòng này đây. Hawaii gì đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cái cần này khá là đẹp. Đây. 85-90% trở lên. Đây. Khoan đầu bu đều còn ok nha mọi người. Khoan đầu bu đều còn ok. Đọc ra. Đấy. Bắt vặn kim loại này. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào 96 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng 240 g, 3 khúc nha mọi người. Cần này cần số 8. Số 8 280. Số 8 280 nha mọi người. Rồi bây giờ là còn đây. Số 9 là một cây cần tay, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên. Đây, đọt của nó đây. Một giống, hai giống, ba giống, bốn giống, năm, sáu, bảy, tám. Tám giống tất cả nha mọi người.
8 giống. Thằng này to dài. Đấy, mọi người nhìn sâu với cái tay này nè. Đấy. Cần này dài 7m2, thu vào là 1m13. Độc của nó là 1,6 ly, cân nặng là 660 g. Cái này cái số số 9. Số 9 370. Số 9 370 nha mọi người. Đây, số 10 là một cái cần tay tiếp mà mắc tay hãng gì đó, chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75%. Đây, đọt của nó. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 7 giống tất cả. Cái cần này dài 5m4, thu vào 98cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 340 g. Cái này cây số 10. Số 10 200.000 nha mọi người. 200. Số 10 200. Số 11. Số 11 là một cây cán vật Olympic dài 39.4m nha. Cán vật Olympic dài 39.4m. Nó có 4 khúc. Đây, nó có 4 lóng, 4 lóng nha mọi người. Ngoại hình của cái này khoảng 90% trở lên. Đấy. 90% trở lên. Chất liệu của nó là mix carbon, là carbon carbon pha phíp nha mọi người. Tỷ lệ carbon cao hơn. Đấy. Dài 39. Thu vào là 1m12. Đấy, cân nặng của nó là 440 g. Cái này cái số 11. Số 11. Giá 400. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 555 5599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng á, thì mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận, xem nó có bị sai sót gì thôi với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Có gì thì mọi người báo ngay cho mình để đôi bên cùng giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người nhận bừa xong rồi bắt đầu mở hàng ra với kiểm tra bị này bị kia rồi mới báo mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.